Hôm nay ngày mùng 2 tháng 7, Đà Lạt bất ngờ mưa to sau những ngày trời nắng đẹp. Và mưa to, gió cũng to nữa quý vị. Sau cơn mưa thì cây cối cũng như là lá rụng đầy cả mặt đường. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhà Lạt Cà. Bây giờ là 12 giờ 53 phút chiều ngày 2 tháng 6 quý vị. Bây giờ Đà Lạt đang đổ một cái cơn mưa rất là to, gió rất là lớn luôn quý vị. Và nhân dịp sau một số ngày trời nắng đẹp thì bây giờ Đà Lạt đã mưa trở lại và mưa vào một cái buổi chiều rất là to như này. Thì nhân tiện đây thì nhân ghé ra để quay cho quý vị xem ha. Bên đây gió có mấy cành cây ngã đổ xuống luôn. Wow, hôm nay mưa rất là to quý vị. Và mưa khá là sớm. Bây giờ là 13 giờ ha. 13 giờ kém 5. Những ngày vừa rồi thì trời nắng khá là đẹp quý vị. Trời lâu lâu thì cũng có vài hạt mưa thôi. Tuy nhiên thì hôm nay buổi sáng thì trời nắng rất là đẹp luôn. Nhưng xong cái trưa nay là bắt đầu là trời âm u và đổ một cái cơn mưa rất là to. Và gió cũng rất là mạnh nữa. Cho nên là chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta thấy là cây cỏ nó lá rồi nó rụng dưới đường cũng nhiều đó. Trước mặt chúng ta đó là nhà thờ Công Gà, nhà thờ Chánh Tòa ha. Trong cơn mưa. Cơn mưa to bất ngờ cho nên là nước cũng rút chưa có kịp quý vị. Một số nơi thì như chợ Đà Lạt hay là một số chỗ mà nước rút chưa kịp á, chúng ta thấy là còn lênh láng ở trên mặt đường. Hôm nay nhân cũng nghỉ cho nên là khi mà mưa nhân cũng ghé ra đường để quay gửi tới quý vị. Tối hôm qua và những cái tối vừa rồi thì cũng hay coi đá banh, hay coi Euro quý vị. Mùa này mùa Euro mà, nên rất thích coi đá banh, nhiều hôm là thức tới khuya. Wow, mưa rất là to quý vị ha. Nhân rất thích đi dưới những cái cơn mưa chiều như thế này. Sau khi mà rảnh rỗi công việc cũng như là sắp xếp được cái công việc ở nhà rồi á, mình đi dưới mưa rất là thích. Khi mà mưa to ào xuống một phát là coi như là bất ngờ, là nhiều người là chưa không có kịp mặc áo mưa luôn quý vị, cho nên là bị ướt. Và khi mưa như thế này thì thời tiết nó sẽ rất là lạnh. Bây giờ thì nhân xem áp thì thấy nhiệt độ đang là 18 độ C cộng với gió nữa thì cảm giác nó rất lạnh. Wow, xe tắt luôn, mưa xe tắt máy luôn. Và trời giông nữa quý vị. Chúng ta sẽ đi dạo phố trong mưa. Mấy video mà hôm nay nhân quay thì nhiều wow, nước ngay chợ này cũng rút chưa kịp. Nước lai láng ở đây nè. Mấy hôm nay nhân quay video thì ngay cái chỗ chợ Đà Lạt quý vị. Không có cái bảng hiệu là chợ Đà Lạt nữa. Nhiều bạn là cũng thắc mắc sao mà thấy chữ dòng chữ chợ Đà Lạt biến mất. Thì mấy video trước thì nhân cũng có cập nhật rồi. Đó là chợ Đà Lạt thì hiện nay ở phía trên lầu là người ta đang sửa chữa đó quý vị. Cho nên là cái dòng chữ chợ Đà Lạt người ta cũng gỡ xuống luôn. Bây giờ người ta đang sửa chữa, khả năng là sửa chữa cũng mất một cái khoảng thời gian cũng dài dài, mấy tháng người ta sơn sửa lại. Thấy vừa mưa xong trời cũng lạnh, nhưng thấy lạnh cấm cái tay luôn á, đi xe thấy lạnh cấm cái tay luôn.
Mùa hè năm nay du khách đến Đà Lạt cũng khá đông quý vị. Thì gọi là cái thác nhiều tầng nè quý vị, khi mà mưa xong là nước từ trên nó chảy xuống. Đó. Nước từ trên chảy xuống thành một cái dòng thác từ trên đường Nguyễn Chí Thanh, con dốc Lê Đại Hành chảy xuống ha. Cơn mưa lúc đầu ào xuống một phát rất là nhanh, rất là to quý vị. Và nước nhiều khi thấy rút không kịp, bây giờ là mưa nó đã nhỏ lại rồi. Nhưng mà cơn mưa này thì thường kéo dài khoảng, theo nhân dự đoán thì kéo dài khoảng tầm một tiếng hồ là sẽ tạnh đó quý vị. Đây, ở đây nước này. Nước có rút không kịp á. Tính ra là Đà Lạt năm nay cũng mưa tới tại thời điểm bên này bây giờ thì so với năm ngoái là năm nay là mưa ít đó quý vị. Mưa không có nhiều. Bây giờ thì thấy gió quá trời luôn. Đi qua đây là gió lạnh. Wow, lạnh. Gió từ hồ Xuân Hương tràn qua bị lạnh. Trời gió cây cối nó rụng rơi lá rồi á. Các cái cô nhân viên, cô lao công dù trời mưa mấy cổ cũng đi dọn dẹp, đi làm luôn đó quý vị. Cho nên chúng ta mới thấy là đường phố Đà Lạt sạch đẹp, rất là nhiều cô bác anh chị từ các cái tỉnh thành khác tới Đà Lạt kêu là ở Đà Lạt rất thích một cái điểm đó là đường phố ở Đà Lạt lúc nào cũng sạch, rác rất là ít. Wow. Dạ, nhân đang hướng lên phía đường Bùi Thị Xuân ha. Ngay khu vực hồ Đồi Cỏ này quý vị. Thì cái hồ nước hồ gọi là hồ Lắng này nó cũng ô nhiễm lắm. Khi mà đi ngang qua đây thì thấy mùi bốc lên. Không được thơm cho lắm. Đà Lạt mùa này thì không chỉ những ngày cuối tuần đâu, những ngày giữa tuần cũng rất là đông khách. Như những video vừa rồi Nhân đi những chuyến mini tour, rồi đi tham quan, đi xem tình hiu vân vân quý vị. Thì hôm nào cũng thấy đông khách, không chỉ là cuối tuần đâu. Cho nên là cao điểm của mùa du lịch hè thì thường là tháng 6 và tháng 7. Bây giờ là mùng 2 tháng 7 rồi ha. Khi mà nước từ trên phía trên đổ xuống, ngay đây nước rút chưa kịp. Đây là đường Bùi Thị Xuân, cái khúc phía dưới từ hồ Xuân Hương đi lên, khu vực rất là nhiều khách sạn nè. Ở đường này có một cái khách sạn rất là mới, đó là Moon. Đây là khách sạn 4 sao, có buffet sáng rồi luôn. Khách sạn đó được rất là nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài á, người ta chọn ở rất là nhiều vì không gian cũng như là cái vị trí của nó cũng khá là thuận lợi cho du khách. Thứ nhất là mặt tiền đường Bùi Thị Xuân, thứ hai là cũng gần chợ Đà Lạt. Đó, cơn mưa ào xuống một phát rất là to, sau đó là dừng. Cái này là thời tiết mùa này nó cũng dễ chịu quý vị. Chứ bị mà áp thấp nhiệt đới hay là bão á, thì thường cơn mưa kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên thì mưa kiểu mà sáng nắng chiều mưa này thì cơn mưa kéo dài khoảng tầm tiếng
là nó cũng tạnh à. À, bây giờ là 13 giờ 5 phút chiều ngày 2 tháng 6 và bây giờ cơn mưa thì cũng đã nhỏ lại rồi, bớt lại rồi. Cho nên là bây giờ chúng ta thấy là bầu trời thì cũng hơi đen ha. À, theo dự báo thời tiết thì những ngày tới cũng như là giai đoạn sắp tới đây thì thường thời tiết Đà Lạt kiểu sáng nắng chiều mưa. Cho nên nếu mà chúng ta đi du lịch Đà Lạt trong cái thời gian sắp tới thì chúng ta cũng bố trí thời gian cho nó hợp lý để đi tham quan và đặc biệt là đi tham quan vào buổi sáng quý vị. À, bây giờ thì Nhân đang rẽ qua phía đường Phan Đình Phùng rồi. À, thì chúng ta cũng biết là trong những cái video của Nhân thì Nhân cũng hay đi qua những cái tuyến đường con phố ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. À, để cập nhật về tình hình thời tiết, du lịch cũng như là cuộc sống ở tại thành phố Đà Lạt. À, ngoài những cái video như thế này thì Nhân cũng hay review thêm các cái khách sạn, khu du lịch, những tuyến mini tour, các cái điểm tham quan du lịch mà và giá vé để cho quý vị, đặc biệt là khách du lịch đó, chúng ta có thêm những cái thông tin để chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới của quý vị ở Đà Lạt quý vị ha. Và cũng giới thiệu thêm nhiều, rất là nhiều những cái quán ăn. À, trên đường Phan Đình Phùng thì khách sạn cũng khá nhiều quý vị. Đây là một trong những cái con đường mà xưa cũ của Đà Lạt. À, ngày trước á, thì con đường này có người Hoa sinh sống khá là nhiều. Cho nên có một cái trường gọi là trường tiểu học của người Hoa luôn đó. À, người ta dạy luôn. À, sau này thì sau giải phóng á, thì người Hoa người ta cũng di cư chỗ này chỗ kia. Còn một phần thì người ta vẫn ở lại đây quý vị ha. À, một phần là người ta đi nước ngoài vân vân. Cho nên là con phố này thì sẽ có rất là nhiều kỷ niệm đối với những cô bác anh chị mà lớn tuổi. À, đi tới cái đoạn này thì có một cái con dốc đi lên trên đường Trương Công Định, là con dốc một chiều quý vị. Từ trên chúng ta sổ dốc xuống một chiều là một trong những cái con dốc mà nó chiêu chiêu, dễ thương và đẹp. À, trên này có nhiều quán bar, quán búp cũng dễ thương lắm, ngồi ngắm cảnh. Ngồi uống ly bia hoặc là cà phê để ngắm cảnh đường phố trên con dốc Trương Công Định cũng rất là hay. Nhân cũng hay ngồi ở con dốc Trương Công Định lắm. Hôm nay sẵn tiện Nhân cũng không có đi làm. Rồi Nhân đang ăn cơm. Ăn cơm xong cái nghỉ trưa cho thì cơn mưa ập đến. Thì nhân tiện đây thì Nhân cũng muốn ghi lại những cái khoảnh khắc về đường phố cũng như là đi dưới cơn mưa chiều lạnh ở Đà Lạt. Mùa hè mà nhiệt độ dao động tầm 17-18 độ vào ban đêm và buổi sáng, rồi ban ngày thì khoảng tầm 25 cho tới 28-29 độ là một trong những cái nơi mà có cái thời tiết quá lý tưởng quý vị. Không phải nơi nào cũng có cái thời tiết như Đà Lạt đó, vì Đà Lạt có độ cao trên 1.500m, là một cái thành phố cao nhất ở Việt Nam. Nhân đi hết đường Phan Đình Phùng thì tới đường 3 tháng 2 con dốc Di Tân nè quý vị. Rồi phía trước mặt là bùng binh Thắng Lợi, bộ binh Việt Anh, đi hướng tiếp là cầu Nhà Đèn đó quý vị. Ngày nay thì các cái điểm bộ binh thì người ta thay thế bằng hệ thống đèn giao thông hết rồi, cho nên là cũng đỡ vất vả cho cảnh sát giao thông cũng như là điều phối giao thông nó sẽ hợp lý hơn, vì các cái nốt này đa số thì đều được mở rộng hơn so với trước đây. Cho nên đi qua những cái khu vực này thì nó cũng ngày thường nó cũng thông thoáng, trừ là những cái ngày cuối tuần hoặc là lễ Tết á, thì nhiều khi là chúng ta bắt gặp những cái cảnh xe cộ đông gây ra kẹt xe thôi.
Đã nhân đang ghé qua đường Nguyễn Văn Cừ ha. Không biết quý vị như thế nào chứ Nhân là thích mỗi lần mà trời mưa hồi trước lúc mà còn độc thân đó quý vị, khi mà trời mưa là coi như là hay mặc áo mưa, đi bộ dưới mưa hoặc là ngồi một quán cà phê nào đó mà có thể ngắm cảnh được chiêu chiêu, như là quán cà phê Nhật Nguyên chẳng hạn, hoặc là vòng vòng ở ngay công giáp Lê Đề Hành đó, là thì ngồi uống cà phê rồi ngắm cảnh chiêu chiêu quý vị, nhìn đường phố vào lúc trời mưa nó rất là hay, rất là lãng mạn luôn. Có những cái thời điểm mà chúng ta không phải lúc nào cuộc sống nó cũng bằng phẳng hết quý vị, cho nên là có những cái lúc thời điểm mà chúng ta gặp những cái trở ngại trong công việc nè, bế tắc trong cái chuyện tình cảm, tình yêu vân vân, thì chúng ta ngồi mà chúng ta ngắm cảnh đường phố hoặc là mặc áo mưa đi dưới mưa, nó cũng sẽ giải tỏa cho chúng ta được một số cái áp lực quý vị, đặc biệt là trong chuyện tình cảm á. Nhưng mà đừng có đi vòng quanh Hồ Xuân Hương rồi bỏ dép đó là coi như là cũng mệt. Cái gì nó cũng có giới hạn đó quý vị ha. Nếu mà chúng ta đi vòng 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 cái cuối cùng là chúng ta thấy đôi dép ở trên hồ, còn chúng ta thì không thấy đâu hết, là mệt á. Dù có bế tắc như thế nào thì trong cuộc sống cũng sẽ có một cái hướng để chúng ta giải quyết quý vị ha. Bây giờ thì Nhân đã quay trở lại ngay cái bùng binh nước, bùng binh một câu ngay chợ Đà Lạt nè quý vị. Và cơn mưa bây giờ thì cũng đã dường như là cũng tạnh rồi, chỉ còn mưa lất phất, dạng mưa phùn thôi. Đà Lạt thì có rất là nhiều các cái khu du lịch để chúng ta tới và trải nghiệm, và thường thì các cái khu du lịch Đà Lạt ấy, thì Nhân dường như là đã review hết rồi quý vị. Còn một vài khu thì có lẽ là chưa ghé, và hoặc là chưa phù hợp trong cái thời điểm này thì Nhân chưa có ghé quay thôi. Do trời mưa cho nên là bây giờ các cái dòng xe cộ đổ về phía trung tâm, vì du khách người ta không tham quan được cho nên là người ta về khách sạn đó quý vị, cho nên là người ta đổ về khu trung tâm, về khách sạn để nghỉ ngơi, chờ trời tạnh ráo rồi là chúng ta lại tiếp tục đi tham quan du lịch thôi. Nhiều người tới Đà Lạt rất là thích Đà Lạt vì ngay trung tâm thành phố Đà Lạt mà có cái hồ Xuân Hương, cái hồ nước rất là to quý vị, với chu vi là lên tới 5 km, rất là rộng này. Có cái hồ ở giữa trung tâm nó cũng hay lắm, nó cũng điều hòa điều phối không khí ở Đà Lạt. Nên là cái những cái ngày mà hè nóng oi bức gì đó thì cái hồ nó cũng là một cái nơi mà nó điều tiết cái nhiệt độ cũng như là không khí ở trung tâm. Bây giờ Nhân vòng qua phía quảng trường Lâm Viên ha. Ngày nay thì chúng ta thấy là các cái xe mà đến Đà Lạt, xe con hay là cũng như là những chiếc ô tô lớn ấy, mang cái biển số khác nhau, và đặc biệt là ô tô cá nhân quý vị. Chúng ta thấy là khách du lịch kỳ này người ta đi ô tô cá nhân mà đi tham quan du lịch rất là nhiều. Cho nên khi mà ô tô nhiều như vậy thì những cái ngày mà đông khách, đặc biệt là cuối tuần ấy, thì hay xảy ra tình trạng kẹt xe. Hôm nay mưa gió rất nhiều cho nên là nhiều cái cành cây bị gãy, bị ngã xuống cái đường.
nhiều du khách vào quảng trường Lâm Viên chơi bị mắc mưa nè. Đó là những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào chiều ngày hôm nay trong một cái cơn mưa chiều khá là to ha. Và Nhân đã ghi lại những cái hình ảnh cũng như là đi dưới mưa trong một cái buổi trưa sau khi ăn cơm xong. Nhân rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cũng như là theo dõi những video sau của Nhân nha. Còn bây giờ thì Nhân xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Mm-hmm.